Nãy giờ có quay cho cái dạy múa đây nè, sân khấu này có quay không? Dạ, sao quay được? Sao vậy? Nhạc không à? Đi lồng tiếng. Lên làm lép thôi, tôi lười lồng tiếng lắm. Tại vì lồng chịu thôi, tại vì sân khấu của người ta phải lồng tiếng chứ. Đang vừa coi xong hội thi đua thuyền rồng. Đua tới chiều luôn, đua tới chiều luôn á, chứ không phải là đua tới chiều, tới sáng mai là chung kết luôn. Ở công viên văn hóa Đầm Sen mọi người ơi. Bây giờ thì không có thể nào mà quay hết từ đầu cuộc đua cho tới cuối cuộc đua được. Bữa nay là ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 3. Đó. Ngân với ông xã đang ở công viên văn hóa Đầm Sen coi thi đua thuyền xong rồi ngày mai mới là chung kết. Là thi đua thuyền của các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với nhau đó mọi người. Các bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, nhiều lắm. Khoảng 50 cái bệnh viện Gia Liên đó, khoảng 50 cái bệnh viện. Đây nè nha. Ăn gì đó bụng quá. Ở đây lên đây ngồi ăn nè. Ăn uống cà phê rồi. Nhớ đi ăn rồi uống cà phê. Đây là khu ẩm thực của công viên văn hóa Đầm Sen. Phố ẩm thực món ngon. Đây là đây nè, ngay nhà hàng thị tạ Đầm Sen ở phía đây nè. Chỗ đó là cái đầm sen á, đây là nói chung là ở Đầm Sen thì nó có cái ao chính giữa vậy đó, kêu là ao hay là cái sông hay là cái gì đó cả nhà. Kêu là gì đây? Ta kêu là Đầm Sen đi ha. Nói chung là con gọi là Đầm Sen đi. Cái đầm sen bên kia kìa, phía bên đó đó. Có đầm sen, còn cái này không có. Để mọi người đua thuyền ở đây nè. Mọi người quay lại tập đầu mọi người đón xem. Mọi người quay lại tập đầu mọi người xem ủng hộ Ngân nha. Để video dài Ngân chia ra. Bữa nay là cỡ 50 cái bệnh viện thi đấu đua thuyền rồng. Nãy giờ con coi mới có dòng lội à. Ngày mai chủ nhật mấy giờ ngày mai mới là chung kết. Đông lắm. Trời ơi, hồi nãy á con đứng ở kia đó đó. Mấy người mà là người ta đi theo đồng nghiệp để cổ vũ á. Trời ơi. La đồng rầm rầm luôn. Nó bụng quá à. Ở đây là khu ăn uống nè, có nhiều món, bún bò 55 nghìn phần. Xúc xích rồi chiên rồi thịt sườn nướng. Cá viên chiên gì đó. Để coi có menu. Đi lại mà hơi mệt. Trời ơi. Nhưng mà hồi nãy lúc em vô quay á là nhóm là vô đóng trước, nếu mà thắng á giờ lại sẽ được đi là nhóm Julie sẽ đấu chung chung chết đúng không? Tức là hồi lúc mà mình mới vô là bắt đầu thi là hồi lúc 8 giờ phải không? 9 giờ mới bắt đầu thi. Bắt đầu đó là nãy lúc mình tới vừa đó là bắt đầu đua luôn á. Ủa vậy sao lúc đó em không biết để em quay ta? 8 giờ là cái mạng. Là bắt đầu đua luôn đó. Lúc mình đang đứng đó ngay đây nè. Là lúc đó là chị vô chị thi luôn á hả? Chưa. Chị không thi đâu, chị ngồi chơi nhóm cổ vũ. Cổ vũ. Chừng nào mà đội của cái nhóm đầu tiên với mình chị Ly mà thắng á thì chúng đua tiếp theo. Cái đua tiếp sức thôi. Nhưng mà ai ngờ nhóm 1 là đã bị loại luôn rồi. Để lấy nhóm 1 mà mạnh trước ra đấu để có gì để vô chồng. Mà mấy cái đội này nãy đây là cái mà bệnh viện nhiệt đới hay bệnh viện quốc viện nó đua ở đây là bắt đầu nó quốc nó cấp cổ quốc quốc đầu là bệnh viện quốc viện còn lên lên, nhưng mà những chiếu ở đây là đúng sức là cà phê bánh mì cà phê đen không đường hả? Cái gì thế bánh mì bên đó mì chấm ba lô.
chơi cảm giác mạnh nè, mà nghe sợ rồi không dám chơi cảm giác mạnh. Hồi đó chơi được khác ở đây là mình sợ lẫn tới già luôn. Đem theo mấy tấm bạc á,
mình chải mình ngồi ăn uống với gia đình cũng vui. Cái ba lê tiện lợi không con, mỗi chân cái mẹ dẫn. Ủa mẹ để con đây kéo đi luôn nè. Ba lê du lịch. Nước đứng lên. Bệnh viện. Cái này là hôm nay là ngày hội thi đua thuyền rồng của các bệnh viện nha mọi người. Sớm con vô con thấy chừng mấy chục chiếc xe cấp cứu vậy nè. Ai có đồ ăn gì thì đem theo đó. Mình muốn làm thì mình làm, mình không làm thì mình mua. Mình không mua đem theo thì mình ăn ở đây cũng có đồ ăn luôn.
một đoàn xe mà khách ở phía trước cũng phía sau không có khách. Tết này là tết của mấy em học sinh nhỏ nhỏ đi tham quan đầm sen rất là rộng lớn, mình đi phải không có chuẩn bị tinh thần loại bộ thì mình đi xe, đây quá trời đông luôn, trời ơi đông. Có bán đồ chơi quà lưu niệm. Trong đây là cái gì? Trong đây là cái gì đó, cái giải bộ Vũng Long đó. Nhưng mà đó có chiếc thuyền đi mà ta, nhớ hồi xưa đi bằng thuyền hay bằng xe gì mà đâu phải đi bộ gì đâu. Đúng rồi. Thì có rồi, nó có ha. Lấy gì đóng cửa rồi. Hồi đó là mình đi rồi, hồi đó mình đi bằng thuyền á, bằng thuyền đi vô khu vườn khủng long gì đó. Ở đây là toàn là khủng long thôi, nhưng mà tối quá không thấy khủng long gì hết trơn. Mấy đứa nhỏ nó không biết, nó thấy nó sợ, nó tưởng đâu khủng long thiệt, nó sợ nó la quá trời, khóc quá trời. Chụp hình chưa? Đứng vô chụp hình. Ở đây chụp hình không thấy gì hết trơn cả nhà ơi. Nghe tiếng la chứ có thấy rõ được khủng long đâu. Đi ra. Giờ mình sẽ đi tham quan vườn thú nha cả nhà. Bữa nay trong đầm sen mở nhạc quá trời luôn, toàn là nhạc rìm rít không cả nhà ơi. Mình qua đây mình coi hươu cao cổ nha. Có hai con hươu cao cổ bự quá trời bự luôn. Người ta treo một cái chùm cỏ ở trên phía đầu của nó để cho nó ăn á mọi người. Hươu cao cổ có con chiều cao của nó lên tới 5-6 mét luôn á, mà có con nó nặng cả 2 tấn luôn á. Đây, quay mấy bạn nhỏ cho dê ăn nè, cưng lắm. Thức ăn của hươu cao cổ chủ yếu là thực vật, cho nên là nó cũng có cái bộ hàm nhai lại giống như là trâu bò vậy cả nhà. Cái chân nó dài lắm, nó có thể chạy đua với vận tốc là 55 km/h luôn á cả nhà. Bữa nay công viên đầm sen đông lắm, tại vì bữa nay Ngân đi coi đua thuyền. Phần nữa là cũng có mấy em nhỏ đi chơi cũng nhiều lắm, mấy em học sinh sinh viên đi theo thầy cô giáo tới đây chơi nè. Rồi cái Ngân đi chung với ông xã, mà ông xã Ngân đi trước rồi, ông xã Ngân dẫn bé Su đi chơi cái trò gì lâu đài gì quên rồi, lâu đài gì tự nhiên Ngân quên ngang rồi. Bạn Ngân thì Ngân tạc ngang vườn thú, Ngân quay cho cả nhà xem. Mình muốn chơi thoải mái hết mấy cái trò chơi luôn, mình không có trả tiền thêm thì mình mua cái vé bao trọn gói luôn cả nhà. Bao trọn gói vậy là 280.000, trẻ em từ 1m4 trở lên thì tính giá người lớn. Tự nhiên Ngân thấy Ngân thích nhìn cái con hươu cao cổ ghê luôn á. Thấy khoái nó cao á, đã gì đâu á cả nhà. Nó lạ, nó nhìn mắc cười á, thấy thương á. Đây là mấy bạn nhỏ mua mấy cái đậu đũa này ở trong công viên bán nè. Một phần vậy là 10.000 á. Thích cho dê ăn. Mua vậy đó cho nó ăn. Có đứa nó đút vô cái miệng dê nó táp 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 táp. Nó sợ, nó giục, nó buông luôn cái nắm đậu đũa luôn. Cho mấy con dê nó tự làm gì nó làm. Nó hốt nó ăn làm gì nó làm đó. Thấy chưa? Mấy con dê là tối ngày là nó ăn tối ngày luôn cái nhà, không bao giờ mình phải cảm giác mà có cái lúc mà nó đói đâu, tại vì Ngân thấy mấy đứa nhỏ nó mua suốt liên tục luôn, ngay cả người lớn cũng mua cho nó ăn nữa. Dê nó ăn được rau củ quả trái cây gì đó ăn tùm lum hết trơn cả nhà, rau cỏ gì nó cũng ăn hết á, nó dễ nuôi lắm. Cái con hươu cao cổ á cả nhà, thấy cái cổ nó cao không?
Ý là Ngân nói là cái cổ nó có con, nó cái cổ nó cao gần hơn 2 mét luôn á. Tuổi thọ của con hươu cao cổ là sống cũng gần 40 năm á cả nhà. Có đà điểu nữa nha. Đà điểu nó cũng ăn đậu đũa nữa nè cả nhà. Rồi có mấy con hươu nhỏ nè. Hươu này là không phải là hươu cao cổ mà nó là con hươu sao. Trọng lượng của nó nhỏ hơn con hươu cao cổ nhiều, có con tầm chừng 5-70 kg à, tùy theo đực với cái. Ví dụ như con đực chừng 50-70 kg, còn con cái chừng 40-60 kg à. Rồi con đà điểu nó chạy nhanh lắm, nó chạy tương đương với con ngựa luôn á. Nhưng mà điều có con cái là nó không có biết bay, mà cái trọng lượng nó nặng lắm cả nhà. Nó cũng nặng 60 mấy ký, rồi cho đến là 150 kg, tùy theo con nhỏ con lớn. Ngân nhớ là lần trước Ngân đi vô vườn thú, vườn chim của Đầm Sen á, có nhiều loại chim cũng đẹp lắm cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì Ngân không có thời gian đi, không biết là cái vườn chim nó còn không hay làm sao thì Ngân cũng chưa có khám phá nữa. Chắc để lần sau thì có dịp thì Ngân sẽ quay lại để mà Ngân quay cái vườn chim hết cả khu vườn của Đầm Sen, vườn thú của Đầm Sen cho cả nhà xem nha. Đây là vợ chồng, gia đình con cái của chú Hu, mấy chú Hu nè. À, hai vợ chồng với đứa con. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Ngân nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Ngân để Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.